Con ơi con nấu cái này này nè, vậy nè. Chỉ vậy chứ thật sự ra mà không có nghe. Quen tay rồi quá. Thì đó đúng dạ. Rồi nấu à. Không có bỏ hạt nêm như mình hay là cái gì chứ. Không bỏ đường không bỏ gì hết. Dạ. Chỉ bỏ đúng tí muối với lại ấy thôi. Còn mà trừ ra nó đặc lẻo lắm không ăn được. Nó chỉ hoài à. Nó chỉ vậy á chứ mà. Đến bây giờ nấu được đỡ chưa cô? Không luôn. À, con cái là 3 mẹ. Năm rồi mà vẫn chưa nấu được luôn. Dạ chưa. Ba khó tính quá. Tại ba chỉ có ăn được cái món của mẹ nấu thôi. Còn món của em nấu ví dụ như là thịt giả cầy ở ngoài Bắc á thì ba cũng không biết ăn, mẹ không biết ăn luôn. Đừng có nấu thịt giả cầy, ông biết ăn thì đừng có nấu món đó. Em lấy cầy giả thịt đi. Mà ông xã nhà em lại thích ăn món đó. Ủa vậy em ưu tiên chồng hay ưu tiên ông già chồng? Ông già chồng bây giờ chỉ có mẹ em chiều được thôi. Thấy chưa? Chỉ có nấu cho chồng ăn thôi, không có nấu cho ông già chồng. Cũng xem chú Quỳnh Linh nấu ấy ạ. Có coi hả? Dạ có. Sao à? Học cách chú nấu? Dạ thì cũng học mấy món của chú Quỳnh nấu nhưng nấu ăn trộn được mà. Chú nấu có nhiều người ăn người ta còn khoái mà. Tôi tên là Lê Thị Bông, 49 tuổi, đang ở Gò Vấp. Dạ, dạ. Xin, chị. Xin chào chú Quyền Linh, chào MC Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Dạ, con tên là Phạm Thị Trình, năm nay 27 tuổi. Dạ, và làm dâu của mẹ là hơn 3 năm rồi ạ. Dạ. Mình có em bé chưa ha? Dạ, mình có em bé hơn 2 tuổi rồi, bé gái ạ. Cái ngày đầu tiên mà mình gặp con dâu tương lai á, thì mình thấy thế nào? Thì thấy cũng dễ thương, chịu khó. Nhưng trai mà có chịu ngay từ đầu không? Dạ, thấy cũng được. Thì thấy đó con nhớ đó, mẹ ơi con dắt bạn về nè, lâu lắm rồi con nói với mẹ, mẹ cứ hẹn lần hẹn lựa hoài à. Thì mẹ mới nói rằng là thôi mình còn thiếu thốn nhiều lắm, mình để từ từ đi con. Con trai nó đâu có chịu đâu, nó không chịu, nó nói ô mẹ cứ hẹn hoài à, giờ mẹ tính làm sao mẹ làm gì con không biết. Rồi cái nó đầu cái nó hẹn giận gì được nữa, hẹn tao muốn vợ quá mà hẹn trai muốn vợ làm sao mà hẹn được nữa. Nó giận cái nó bỏ nó đi. Dạ ô trời bỏ đi luôn. Nó bỏ nó đi cần tuần lễ luôn. Về như vậy về được có chịu không? Thì giờ mình phải năn nỉ nó thôi, giờ con về nhà đi rồi ba mẹ rồi từ từ ba mẹ tính cho thì nó mới chịu về nhà. Trời ơi tội nghiệp nhỏ. Rồi khi mà chị gặp mẹ chồng chị có ấn tượng điều gì không? Thì dạ. Thấy mẹ rất là nghiêm, có vẻ là khó tính, thấy mẹ trẻ đẹp. Với lại mình cũng hơi cái cảm giác là mình cũng là gái quê á. Mẹ là người gốc Sài Gòn nên mình cũng hơi mặc cảm. Dạ. Em là quê ở đâu? Dạ quê Thanh Hóa. Thanh Hóa hả? Dạ. Giọng lạ ha, dạ. Ha. Rồi bao lâu sau thì cô mới chấp nhận với cái mối tình này? Gần cả năm nữa. Dạ. Là mới là cưới cho nó. Rồi làm dâu có gặp khó khăn gì không? Dạ, thời gian đầu thì cũng hơi khó khăn. Tại vì em người Thanh Hóa, mẹ là người Nam. Về phần nấu ăn thì nó sẽ có sự khác biệt. Em thì không ăn cay được, về nhà thì ăn cay à. Thì em nấu thì nấu món ngoài Bắc. Mà ba mẹ thì không ăn được mấy món mà ngoài Bắc á. Ba thì khó tính hơn. Ba thì hay chê. Chơi lên, chơi xuống. Ông chơi, chơi mà. Tao nói sao em cứ để cho nó nấu hoài vậy? Nó thì giờ hơi kệ tập đi con dâu, nó nấu cái gì mình ăn cái đó. Yeah. Anh đừng có khó quá rồi yeah. Nó không có nấu cho mình ăn á. Rồi bắt đầu cái tuần á anh bắt em vô bếp nữa à. Mà vậy sao cô không chỉ cách có dạ. Chỉ chứ. Con ơi con nấu cái này này nè, vậy nè. Chỉ vậy á chứ thật sự ra mà không có nghe. Quen tay rồi quá. Thì đó đúng rồi nấu à. Không có bỏ hạt nêm như mình hay là cái gì chứ. Không bỏ đường không bỏ gì hết. Dạ. Chỉ bỏ đúng tí muối với lại ấy thôi. Còn mà trừ ra nó đặc lẻo lắm không ăn được. Chỉ hoài à. Đó, chỉ vậy á chứ mà. Đến bây không. Giờ nấu được đỡ chưa cô? Không luôn. Mà con cái là 3 năm rồi mà vẫn chưa nấu được luôn. Dạ chưa. Ba khó tính quá. Tại ba chỉ có ăn được cái món của mẹ nấu thôi. Còn món của em nấu ví dụ như là thịt giả cầy ở ngoài Bắc á thì ba cũng không biết ăn, mẹ không biết ăn luôn. Đừng có nấu thịt giả cầy, ông biết ăn thì đừng có nấu món đó. Em lấy cầy giả thịt đi. Mà ông xã nhà em lại thích ăn món đó. Ủa vậy em ưu tiên chồng hay ưu tiên ông già chồng? Ông già chồng bây giờ chỉ có mẹ em chiều được thôi. Thấy chưa? Chỉ có nấu cho chồng ăn thôi, không có nấu cho ông già chồng. Em biết ông già chồng em thích món gì không? Nói chung là ba chồng em khó, chỉ có mẹ em chiều được thôi. Dạ. Khó thì mình phải chinh phục cái khó đó. Thử bây giờ mình hỏi coi cái món nào ông già chồng thích. Bữa nào mình tập nấu đi. Mình chỉ theo nấu cho mình cho nó con nêm vậy vậy nè. Nó không có chịu. Dạ. Nó chỉ nấu theo cái nêm đủ, một món hai món thôi. Tuyệt đối không bao giờ bỏ đường. Ủa vậy là mỗi bữa cơm là gia đình mình chia thành hai phe? Không. Ví dụ như mẹ nấu mẹ thì nấu. Nó cũng vẫn ăn ăn bình thường à. Còn nó nấu thì nhiều khi đôi lúc ông ba chồng ăn chê thì ổng ăn ít thôi, ổng ăn nhiều. Ông ăn được đúng chén, cái ông đứng lên đi. Không,
không tìm đủ cách nào đó mình nghe lời mẹ cứ chỉ sao làm vậy đi. Em sợ ăn đường nên em không có nêm đường, mẹ thì hay nêm. Thì giờ em nấu cho ông già chồng ăn trước đi rồi em ăn sau. Được không? Dạ thì cái đó em phải học thêm. Đúng rồi, phải học tại vì mới có 3 năm thôi. Dạ. Từ đây tới sau nữa cũng phải nấu cho ông già chồng ăn cho ông ăn được chứ. Mẹ thì dạ, dễ, ông xã thì khó lắm. Cũng xem chú Quỳnh Linh nấu ấy ạ. Có coi hả? Dạ có. Sao học cách chú nấu? Dạ thì cũng học mấy món của chú Quỳnh nấu chú nhưng... nấu ăn cộm được mà ý. Chú nấu cũng nhiều người ăn người ta còn khoái mà. Bữa nào chú chỉ cho. Dạ. Đó, xem nấu ba chồng đâu ăn được đâu. Dạng như bữa đó hình như là đổ bánh cuốn. Bánh cuốn á. Đổ thành bánh xèo. Chầm bé mà sao ăn. Bánh cuốn đổ thành bánh cháo. Dạ. Đó, con nhỏ nhẹ nhẹ hả? Ăn không được. Trộn bột lại á. Mà không biết sao công thức nó bị sai á. Xong rồi nó con tráng bằng chảo á. Thì nó bị nhão. Bánh cuốn hả? Dạ, bánh cuốn hả? Nè, con xay bột ha. Xong pha nước vô. Con đổ thịt vô, con đổ nước mắm vô, con đổ rau, con quậy, con xay thịt tố, xong con ấy lên con cuốn lại. Phải không? Đó là sinh tố rồi. Thành sinh tố rồi. Trời ơi, chứ thật sự cái chuyện này không có khó đâu con. Dạ. Cứ làm theo mẹ đi, mẹ chỉ cái gì, một món một thôi thử thôi. Dạ. Bữa nào con bất ngờ ha, con học xong, con nói ba, bữa nay con nấu cho bà ngồi ba nghe coi nha. Nấu, mình nói là nấu cái này dày, nêm dày, 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 cho ông già ăn tại chỗ, bảo đảm ông già sẽ rất là thương con dâu luôn. Thử dạ. Đi nha. Ông xã ông cũng thương nó lắm. Coi như là nó con gái của mình vậy đó. Con cái là nó nấu chưa có được thôi. Rồi cái chuyện nấu nướng thì sẽ tập nha. Nhớ dạ, nha con nha. Dạ, rồi hai mẹ con có cái gì không hợp nhau không? Dạ rất, chắc là nhiều quá. Nhiều. Nhiều lắm dạ. Hả cô? Mẹ thì Stin đi ra đường thì ai cũng gọi con với lại mẹ là hai chị em. Về cũng hơi tủi thân. Dạ. Rồi mẹ tôi khi mà biết về cái công nghệ điện thoại bán hàng livestream ạ, Facebook ạ, là mẹ cứ mua đồ trên mạng có khi lên 10 triệu ạ. Trời, mua cái gì, mua cái gì mà mắc dữ vậy chị? Mua nhiều mua lắm nhiều. Bà không có xài hả cô? Mua kiểu như mua mình để đó vậy đó, là nhiều khi cho con cháu nữa, hay đi đám đi tiệc nữa. Dạ. Chứ là một phần nhiều khi mình thấy con dâu mình nó mặc đồ á, dạng như nó không có được ấy nữa, giờ đi với con trai mình nữa thì con trai mình là nó xe xu này nọ kia, còn dâu mình thì nó cũng không được ấy, thì mình thôi mẹ mua đồ á chảnh á đó, con nhìn lên chảnh con ưng cái nào con lấy con bận, thì ưng bận được rồi thì cứ theo mà cứ lên mà lấy mà bận thôi. Mẹ sao mẹ không chia cho con đấy, chia cái gì bận đi xong rồi dắt lên để đó mới mốt còn bận nữa chứ không có chia. Mượn của mẹ xong là mẹ trả lại cho mẹ chứ mẹ không cho luôn. Có vậy cũng được rồi. Bây giờ con đừng mua gì hết. Mẹ mua gì cứ mặc vậy là xong. Khỏi tốn tiền mua. Dạ thì con tiết kiệm lắm nên con đâu mua đồ. Tiết kiệm chứ lắm. Dạ. Thương là cái đó đó. Dạ. Dạ. À, vậy tốt nó biết rồi. Lo làm, nó biết lo tiết kiệm. Còn chồng thì ăn nhậu. Mẹ còn rầu hơn luôn á. Bây giờ nó có vợ lại nó còn đỡ. Vợ nó kèm lại đỡ cũng đỡ một phần nào á. Đi tới nỗi mà mình ngồi mình phải canh chờ nó. Mình không ngủ được 2-3 giờ sáng luôn á. Rồi những lúc đó là hai vợ chồng về, thí dụ có xảy ra cự cãi gì không? Thì cũng có cãi nhau. Rồi mẹ cãi xử... là nó kêu mẹ không à. Mẹ xử sao mẹ? Kệ con cho nó đi giao du tí đi, chứ con ràng ép nó quá nó còn dữ hơn nữa đó. Nó mẹ cứ binh hoài. Nó nói mẹ binh hoài à. Vậy là mẹ chồng với dâu thân nhau lắm đúng không? Thân là lúc mà ba mẹ chồng mà cãi nhau á thì mẹ mới thân với em. Hả? Ba hay ghen mẹ á, tại mẹ trẻ đẹp, mẹ đi ra ngoài mẹ giao tiếp với nhiều người á, về ba thấy ba ghen á, xong rồi hai ông bà chiến tranh lạnh không nói chuyện với nhau, xong rồi mẹ mới tâm sự với em ba thế này thế kia, xong rồi khi mà hai ông bà mà thân lại với nhau thì mẹ không nói chuyện với em nữa. Đúng gia đình, rồi gia đình khổ á. Thì đúng rồi, người ta giận nhau tao thì chơi với cô dâu mà không, mà hết giận thì ta chơi nhau chứ. Hai ông bà chơi với nhau nói đi con, chiều nay về ông già chồng đang đứng chờ trước cửa nhà. Dạ đúng rồi, nãy giờ con với mẹ đi á là ba chồng cứ gọi không điện thoại á. Không biết là đi ra đây đâu. Không biết tham gia chương trình này. Không biết đây đâu. Mà không biết kể chuyện và ổng ghen nữa còn mệt. Nãy có anh ơi bữa nay em họp, em về trễ. Bắt đầu cái em không? Thì chừng nào về đi rồi gọi điện anh ra anh đón. Chứ đâu có nói là đi với con dâu ra đây đâu. Nhưng mà thật sự là mẹ chồng rất là gọi là năng động hơn con dâu nhiều. Con dâu hơi chậm chạp đúng không cô? Dạ đúng, nói nhiều khi đôi lúc hả đầu óc nó không có chịu nghe, khi đôi lúc hả hỏi hả không chưa trả lời liền luôn á, đợi đợi lắm.
đợi mà ít nhất phải 5-10 phút mới trả lời thôi. Ví dụ như mẹ hỏi là ủa con ngày mai cho Trúc Linh ăn cái gì vậy con, 5 phút sau em mới trả lời được. Giận nhất là cái đó, đó. Đang suy nghĩ cô, suy nghĩ thôi cho. Giận nhất là cái đó. Dạ. Mà hay suy nghĩ lâu lắm hả chị? Suy nghĩ xong rồi mình chậm phản xạ. Mình cũng dạng thuộc dạng tiếp người ít nói nên lâu lâu trả lời hơi lâu. Ủa sao trên đây Linh với Lê Lộc hỏi trả lời liền được? Dạ thì lên tivi thì phải khác hơn ạ. Nhưng mà nhiều khi vậy cô có làm cô bực không cô? Bực chứ. Không bực. Cô giận không? Giận. Có bao giờ mà la con dâu không? Có. La nó có trả lời lại không? Không, không trả lời. Cái đó cũng phải đang suy nghĩ. Không có trả lời. Làm thinh cái mặt buồn hiu vậy á, biết rồi đó. Dạ. Giận cái em bỏ đi ra ngoài. Dạng như mà đánh con á. Mà có hai cái tật con nhỏ nó khóc á. Ôm nhỏ cứ ngắt vô như nè, đừng cho nó nín á. Dạ. Mình thấy vậy mình nói không? Bỏ ra, trả lại cho mẹ. Không có được mà dỗ con mày như vậy, cái kiểu như vậy là không được. Nó nín thở, nó chết thì sao? Bắt đầu giật nhỏ lại, nó giận. Bắt đầu cái mẹ, mẹ cứ cưng cháu như vậy thôi. Cưng gì cái đó là mẹ thương cháu, là con dỗ cháu như vậy là không có đúng. Bắt đầu nó bỏ tè tè đi nước. Đi đã, ngồi vòng mình cháu về. Nó mẹ, hồi đó mẹ có đánh anh Hải không? Nó nói không, tuyệt đối mẹ không đánh anh Hải nha. Con đừng có đi ra ngoài, con nghe mấy cái cô kia nói là mẹ đánh anh Hải hồi đó như vậy này nọ kia rồi. Tại vì hồi đó nó coi như là nó lớn rồi, nó cũng đi học á. Mà đi học, đi chơi, nó đi luôn, nó không vô nhà. Bắt đầu nhéo hai cái vế nó vậy đó, bầm bà nội chửi quá trời, bà nội chồng á. Có bao giờ mà mẹ la quá rồi buồn ngồi khóc, rồi mẹ định bỏ về nhà gì không? Dạ, bỏ về nhà Thanh Hóa, xa tiết ngoài Thanh Hóa không dám bỏ. Chỉ có buồn thôi. Buồn xong rồi hai mẹ con cũng về, không có xích mích lâu ạ. Đó, cái đó là cái hay nhất á, chứ đừng để mẹ giận lâu nha. Ủa mẹ, có một lần mẹ giận á, là hai vợ chồng cho em bé đi sang nhà bác anh trai của con chơi á. Mà về khoảng 8 giờ á, thì mẹ gọi điện thì lúc đó hai vợ chồng thì cũng người máy hết pin, người thì không mang máy. Xong rồi về thì mẹ giận, mẹ im im, mẹ không nói gì đến sáng mai. Mẹ đi làm á, xong rồi mẹ ở lại công ty luôn. Thì ba chồng mới hỏi, ủa sao bay làm gì mẹ bay giận, mẹ bay không về nữa. Chồng gọi điện thì mẹ không nghe, mẹ đòi ngủ lại ở công ty, mẹ không về nhà nữa. Mẹ giận á. Giận quá à, không về nữa. Hai chồng đâu biết mình giận đâu. Dạ. Nó không biết giận. Cái đầu cứ tức quá là nó không làm gì, không, nó không biết mình giận, nó lơ lơ là tức quá à. Ở công ty luôn, ông xã cũng kêu em ơi về chưa, không em có về đâu, anh nói với tụi nó em ở đây luôn à, em có về. Đầu cái thằng trai gọi điện miết, gọi điện mà thậm chí mà tao nói trái máy luôn á, không giận, không nghe nữa mà không có về nữa. Cái nó gọi điếc lắm, bây giờ mẹ không về hả, con ra tới công ty luôn á. Rồi có ra không cô? Nó gọi hoài rồi mình phải đành bụng rồi đi về. Đi về, vừa đi về tới nhà cái đầu cái ẩm con lại xề xề lại cho mình á. Cái đầu mẹ nè, nội nè, nội nè, nội giận nè, con giúp nội đi, nội giận nè, con giúp nè. Dâu nghiện không, mẹ ơi vợ chồng con có gì thì mẹ dạy mẹ bảo, chứ mẹ giận tụi con đâu có biết chuyện gì đâu. Dạ. Cái mình mới nói thôi là mẹ nói rồi là hai đứa đi chơi á, con nó còn nhỏ là phải về sớm, chứ không có được mà về trễ ngõ ba ngõ tư rồi người ta nói này nói nọ kia là quở con nít nó bệnh. Dạ mẹ la thì em im, xong nó để mẹ bớt cái cơn giận xuống thì em với mẹ nói chuyện được. Còn đi. Mà một người nóng một người mà cãi lại thì cái câu chuyện nó sẽ bùng cháy hơn. À, hai bên giống như bạn bè với nhau vậy đó, không có giận nhau lâu. Thôi bây giờ thì cô có muốn con dâu của mình thay đổi điều gì không? Mẹ muốn con thay đổi là trong nhà thì con có cho cháu chơi cái gì thì con dọn dẹp đi, đừng có để ba chồng la, ba chồng nói mẹ chứ không có không phải là nói con đâu, nói mẹ nhằn mẹ hoài à. Rồi chị có mong muốn mẹ điều gì không? Thì mong muốn mẹ là mỗi lần đi làm về thì mẹ vui vẻ hơn, đừng có lầm lì lì sợ. Thì mong mẹ luôn có sức khỏe, hạn chế mua đồ online. Cảm ơn mẹ con hôm nay rất nhiều. Con hứa với mẹ là con sẽ thay đổi ạ. Mẹ cũng mong vậy, cảm ơn con. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc, bình an và thành công nha. Dạ. Một kỷ niệm của chương trình. Cảm ơn chị. Thế đến lúc mình thấy người nó khó chịu mà nó bức xúc quá này, thì đấy nó như cô vừa nói đấy. Bà mà ép tôi nhiều quá là cái đổ ra đây cho bà dọn này, đừng có ăn, không có ăn được nữa đâu. Thế nào bà lại bắt đầu là dỗ để mà cố gắng mà ăn. Bà bảo ra anh không ăn thì anh chết.
phải ăn để sống. Sao rồi Lan, tình yêu nó lớn quá Lan hả? Tại sao có những cái tình yêu nó lớn đến như vậy? Nếu như không có tình yêu đó thì chắc chắn rằng cô cũng không vượt qua cái cơn bạo bệnh đó, mà chú cũng không thể nào vượt qua cái cơn bạo bệnh đó. Đó, tình yêu là sức khỏe của người, tình yêu người này là sức khỏe người kia và ngược lại, có như thế chúng ta mới nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Và cái tình yêu cô chú dành cho nhau nó lớn quá, nó lớn, nó sẽ là một trong những cái hình ảnh để con cháu sẽ học lấy, để chúng ta yêu nhau, để chúng ta biết ơn lẫn nhau, chúng ta nhường nhịn lẫn nhau để vượt qua giông bão. Có những cái cô làm chú không biết, chú gọi ra ngoài Bắc ấy, có hai người bạn, anh tên là anh Long với anh Vang, hai người bạn. Cái cô mới nói là hai anh ạ, bây giờ nhà em thì tình hình như vậy, thì thôi thì em cũng nhờ anh là anh ngày nào anh cũng gọi hai ba cuộc, anh động viên nhưng anh đừng cho nhà em biết em đã nhờ anh. Thì cái hai anh Long và anh Vang rất tốt, là đến bây giờ rất là cảm ơn các anh. Ngày nào anh gọi vào hai ba lần, anh nói là cố lên về đây chơi, cố lên chúng mình gặp nhau, rồi cố lên chúng tôi đang chờ ông. Thí dụ thế. Thì hôm vừa rồi là cho chú về gặp rồi. Đó là một phương pháp chữa bệnh cũng rất là hay. Hãy nói là yêu thương nhau và nói tất cả những điều tốt đẹp nhất để cho người bệnh có thể có thêm cái niềm tin trong cuộc sống này. Và đó là một cái liều thuốc không thể nào có loại thuốc nào trên thế giới này bằng cái liều thuốc đó cả. Và chính cái liều thuốc đó đã đem đến một cái năng lượng tuyệt vời nhất cho chú ngày hôm nay. Thật ra không nghe câu chuyện ngày hôm nay thì không biết chú đã qua cơn bạo bệnh như thế đâu. Chú rất là khỏe. Hôm nay chú rất là tươi. Cái lúc mà mình bị bạo bệnh, thật ra ngồi trên giường là hai nước mắt nó cứ chảy ra. Chú khóc suốt à? Chú khóc thôi. Vì mình nói thật, nói vui rồi mà bây giờ tiếc. bây giờ mình mà đi nhà cửa thì con mỗi đứa nơi rồi. Đó. Thế thì thôi mình bỏ thôi. Tiếc cô này. Tiếc nhất là một tuần lễ đầu tiên mà không làm được gì đó. Phải cố gắng để mà vượt qua. Để sống như cô này đúng không? Sống. Thế thì người ta hàng xóm người ta mới nói là sao mà người ta đến thăm, người ta đến thăm mình có nói chuyện được đâu. Toàn nước mắt chảy ra xong cứ vời vời tay nữa này. Thế là người ta độ khoảng đến 2 tháng sau thì tự nhiên thấy mình chống gậy đi ra ngoài đường. Bất ngờ đúng không? Hỏi cái cô này là làm sao mà ông ấy có cái gì mà phép màu gì mà khỏe hay vậy? Tình yêu là phép màu nhiệm nhất. Trong cuộc sống này tình yêu có thể giúp con người ta vượt qua tất cả mọi giông bão, tình yêu cũng có thể giúp con người ta từ cõi chết trở về. Tình yêu nó sẽ giúp cho người ta thăng hoa, tình yêu sẽ đem đến rất nhiều năng lượng tích cực. Chỉ có tình yêu thôi, và cô chú đã có tình yêu như thế. Chúc mừng cô chú nha. Nghe câu chuyện cô chú cứ ngỡ như là một cái thước phim. Những cái lời nói như vậy, những cái khoảnh khắc như vậy, nào giờ con chỉ thấy trên phim, và đây là con lại được chứng kiến ở ngoài đời thực. Không, mà sự thật là có nào vợ chồng mình nói vậy. Bởi vì là như mình gãy chân là cái chuyện bình thường, chỉ 2-3 tháng là lành. Nhưng mà chú là bệnh như thế, cho nên là cái người điều trị cho chú đều phải nói rằng là không ai mà cái bệnh này mà lại được lâu như anh. Bản thân anh là theo tôi nghĩ là hậu phương rất là tốt. Đó, là tình yêu của cô đó. Con cháu nhớ học cái điều này nha, chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Tình yêu nó tồn tại đến ngày hôm nay là sự hy sinh, nhẫn nhịn lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, biết ơn, trân trọng những gì mà người kia dành cho mình. Trên tay con là đang cầm một lá thư của chú viết cho cô. Bây giờ con xin phép cô cho con mở ra con đọc. Chẳng bây giờ chú viết thư đâu mà sáng nay chú lại viết thư. Đó. 44 năm chưa bao giờ biết viết thư cho vợ xã. Vậy hả chú? Vậy là đây là lá thư đầu tiên. Vâng. Lá thư tình đầu tiên. Bởi vì có xa nhau ngày nào đâu. Đúng là hợp lý. Quá hợp lý. Rồi bây giờ thì con xin phép đọc để cho cô và quý vị khán giả nghe nha. Hồi hộp quá. Đầy cả hai mặt. Gửi em Lan của anh, năm 19 tuổi. Em ạ, ngày ấy cơ duyên đã cho chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh anh mới đi bộ đội về. Đang trong tình cảnh chưa có người yêu thì bạn anh, một đồng nghiệp, đã giới thiệu anh đến với em.
Ngay từ buổi gặp đầu tiên ấy, trong gian mây. À, trong gian mây. Ngay từ buổi gặp đầu gian tiên mây. Ấy, trong gian mây nơi em làm. Mây. Gian trong mây. Gian mây. Gian à, mây. Trong gian mây nơi em làm. Dạ, con xin lỗi. À. Ngay từ buổi gặp đầu tiên ấy, trong gian mây nơi em làm, nhìn em là anh thấy trái tim mình rung động. Sau buổi gặp ấy, cứ đến giờ tan tầm, ca sáng của em là anh lại ngóng chờ. Thế rồi, một hôm anh đánh bạo vào chỗ em làm, mượn cái cặp lồng cơm của em và hỏi địa chỉ nhà để lấy cớ đến nhà trả cặp lồng làm quen. Thế rồi, sau mấy lần hẹn gặp em, sau giờ tan ca chiều, anh lại nôn nao để gặp lại em. Cứ thế, thời gian trôi qua khoảng 3-4 tháng thì anh ngỏ lời yêu và nói với bố mẹ anh. Và sau đó là buổi xem phim đầu tiên ở rạp Văn Hoa. Đó là bộ phim Mối Tình Đầu. Và rồi đầu tháng 10 năm 1978, gia đình anh đem lễ vật đến nói chuyện với gia đình em. Sau đó là ngày cưới của chúng mình cũng đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 năm 1978. Thời gian trôi qua đến nay cũng đã 44 năm, chúng mình đã sống chung một nhà. Những năm tháng khó khăn nhất đã qua từ năm 81 đến năm 92, thì các con chúng ta cũng đã trưởng thành. Nhưng những năm gần đây, năm 2001 thì em bị tai nạn giao thông, gãy một ống chân trái. Anh đã cố gắng làm mọi việc bằng tình thương yêu của vợ chồng già. Thế rồi mọi khó khăn cũng qua, thì đến tháng 2 năm 2022, anh lại bị bạo bệnh tưởng không qua khỏi. Nhưng do tình thương yêu mãnh liệt của em với anh, cùng sự quan tâm của gia đình đã cứu anh khỏi các cơn bạo bệnh để cùng sống với em và các con cùng mọi người thân yêu. Qua chương trình Tình Trăm Năm, anh không biết nói gì hơn để thấu hết nỗi lòng của một người chồng ở tuổi thất thập cổ lai hy này, mà chỉ xin cảm ơn em đã cho anh cuộc sống luôn hạnh phúc bên em và các con. Mãi mãi yêu em, chồng của em, bố của ba con, Ngọc Thanh. Cô thấy như thế nào hả cô? Cô thấy vui, hạnh phúc. Lá thư tình đầu tiên sau 44 năm anh Thành viết cho em Lan. Hay hạnh phúc và mãn nguyện rồi cô chú ạ. Thật ra những gì cô nãy giờ cô chú kể đó, nó đã toát lên một cái bức tranh của tình yêu cô chú. Những cái hy sinh về nhau, những cái yêu, những cái niềm tin cho nhau. Đó là những gì mà thế hệ trẻ cần phải học hỏi ở một cái mối tình trăm năm của cô chú. Cảm ơn cô chú điều đó đã kể câu chuyện này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với clip của con gái Úc. Cái gì vậy? Du hành ký ức. Con gặp bố mẹ, con biết bây giờ cho dù ba em đã lớn, nhưng lúc nào bố mẹ cũng đau đớn lo lắng cho ba em con. Thông qua chương trình, con cũng nhắn gửi bố mẹ bớt lo lắng một chút, và bố mẹ để dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống này. Con mong bố mẹ sẽ có cuộc sống an yên, vui vẻ cùng con cháu. Đặc biệt con mong bố sẽ luôn giữ được tinh thần lạc quan và mạnh mẽ để sống vui sống khỏe. Cả ba em con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Cả nhà yêu bố mẹ. Con chào bà, con yêu bà. Mười năm để là đi tập thể dục. Trời 40 năm. Gia đình mình đó hả? Quá đâu. Lực lượng hùng hậu. 20 năm, à 40 năm đây. Đó, toàn bộ ba đứa con trai và đứa con gái. Hay quá. Hay quá. À, kết thúc một câu chuyện tình 5 năm trọn vẹn. Một câu chuyện tình rất đẹp. Có nhiều nước mắt, cũng rất nhiều cái dông bão, nhưng mà cuối cùng chúng ta đã có một cái hạnh phúc trọn vẹn đến ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Chúc cô chú luôn luôn mạnh khỏe. Bây giờ chú mạnh khỏe để nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này thôi nhé. Dạ. Bây giờ mình vẫn ôm thật chặt một cái hôn nồng nàn mà chúng ta quen nhau bao nhiêu năm chưa có hôn nhau. Và 7 ngày đêm cứ lây quay gì mà thế.
chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Dạ. Hạnh phúc cô chú tuyệt vời quá. Thật ra là đấy, rất là khó khi có một hạnh phúc trọn vẹn như vậy, nó kéo dài suốt 44 năm. Không một lời tranh cãi, không có những mâu thuẫn, không có những cái gì nó quá với trong gia đình. Đó là sự nhường nhịn của cô chú với nhau. Tuyệt vời. Đây là lá thư của chú gửi cho cô ạ. Cảm ơn Ngọc Lan. Đây là phần quà của nhà tài trợ, đó là Calosugol ít đường tiêu hóa khỏe trẻ cơ xương khớp. Một lời chúc sức khỏe gửi tặng cho cô chú. Và mong là cô chú sẽ lúc nào cũng nắm tay nhau và đi thêm nhiều nước nữa. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chú nhỉ. Dạ. Quỳnh Linh. Dạ. Dạ. Chú Lan. Dạ. Ngọc Lan. Toàn bộ ekip. Cùng cảm ơn toàn bộ ekip trong trường quay ngày hôm nay. Yeah. Thì cũng có một cái dịp gặp gỡ để mình hiểu nhau hơn. Thực ra ở nhà không có thể nói được hết những cái việc như thế. Yeah. Yeah. Nhưng mà hôm nay cũng nhân cái buổi gặp gỡ tình trăm năm mà mình được mời đến để mà dự cái buổi hôm nay, thì trước hết là cảm ơn hai MC, sau nữa đấy là ekip chương trình. Yeah. Đã cho mình những thông tin, những cái mới mẻ trong cuộc sống, cũng như là từ đây mà lan tỏa ra cái xã hội mình, là mong muốn làm sao cho những cái cặp vợ chồng già sống với nhau cho đến đầu bạc răng long. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Tình Trăm Năm được phát sóng lúc 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Calosugol ít đường tiêu hóa khỏe trẻ cơ xương khớp đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chú là hài hước ghê lắm nha. Chú dễ thương. Chú có duyên lắm. Cô cũng vậy nữa. Cô rất là vui luôn. Cô có duyên, cô đẹp lắm. Chú chắc đẹp lắm. Cảm ơn cô chú ạ. À.